Thầy xin mến chào các em đã quay trở lại kênh YouTube của thầy. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em ở môn toán lớp 4, đó chính là bài luyện tập ở trang 78 sách giáo khoa. Bây giờ thầy mời các em bước vào bài giảng của thầy. Ở bài thứ nhất, đó chính là bài đặt tính rồi tính. Ở chúng ta có tất cả là hai câu câu A và câu B. Câu A là có hai bài, câu B là có hai bài. Ở chúng ta sẽ đi lần lượt giải quyết từng bài tập. Ở bài tập A À, câu thứ nhất, 67.494 chia cho 7, thầy sẽ đi đặt tính. Và chúng ta sẽ chia theo thứ tự từ trái sang phải nha các em. Đầu tiên, 6 không thể chia cho 7, thầy thì lấy 67 chia 7. 67 chia 7 thì được 9 lần, 9 x 7 bằng 63. 67 trừ 63, thầy còn 4. Và thầy hạ 4, thầy được 44. 44 chia 7, thầy sẽ được 6 lần,

Câu tiếp theo 42.789 chia 5 Thì cũng đi đặt tính Và chúng ta sẽ chia thứ tự từ trái sang phải 4 bé hơn 5 không thể nào chia 5 Nên thầy lấy 42 42 chia 5 thì sẽ được là 8 lần 8 x 5 bằng 40 42 x 40 sẽ còn 2 Và thầy hạ 7 thì sẽ được 27 27 chia 5 thì sẽ được là 5 lần 5 x 5 bằng 25 27 x 25 còn 2 Và hạ 8 thì được là 28. 28 chia 5 thì tiếp tục được 5 lần. 5 x 5 bằng 25, 28 x 25 bằng 3. Và thầy hạ 9 thì được 39. 39 chia 5 thì sẽ được là 7 lần. À, 7 x 5 bằng 35, 39 x 35 bằng 4. Và phép tính này là phép chia này là phép chia có dư và số dư là 4. Và chúng ta lưu ý là số dư lúc nào cũng phải bé hơn số chia hả các em. Đây là số số chia đây là 5, số dư đây là 4 số dư lúc nào cũng phải bé hơn số chia. Như vậy thì 42.789 chia 5 thì được kết quả là 8.557 dư 4. Chúng ta tiếp tục sang câu B. Chúng ta đặt tính 359.600, 361 chia 9, chúng ta chia thứ tự từ trái sang phải. Thì có 35 chia 9, thì thầy, thầy sẽ được là 3 lần, Tại vì 4 lần nó ra là 36 là lớn hơn 35 thì không được. Chúng ta phải chọn là số nào nhân với 9 mà kết quả quả gần 35 nhất mà bé hơn 35 trở lại chứ không được lớn hơn. Là số 3 thì có 3 lần, 3 nhân 9 bằng 27. 35 trừ 27 thì còn 8. Thì dư 8 và thầy hạ 9 thì được 89. 89 thì chia 9 thì thì được 9 lần, 9 nhân 9 là 81. 89 trừ 81 còn 8. Thầy viết 8 và thầy hạ 3 thì được 83.

57 chia 8 thì sẽ được 7 lần, 7 x 8 bằng 56, 57 trừ 56 thì còn dư 1. À, như vậy 1 không thể nào chia hết cho 8 được nữa, thì 1 đây chính là số dư. À, kết quả của phép tính 238.057 chia 8 thì được kết quả là 29.757 và dư 1. Bài tập số 2, tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là A 42.056 có nghĩa là tổng là 42.056 và hiệu là 18.472. Câu B tổng là 137.895 và hiệu là 85.207. Vậy chúng ta bây giờ nhớ lại kiến thức cũ, muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng thì số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu chia 2. Số bé bằng tổng trừ hiệu chia 2. À, áp dụng cái cách tính đó chúng ta đi tính từng câu như sau. Ở câu A, số bé là chúng ta sẽ lấy tổng, lúc này tổng là 42.056 trừ cho hiệu là 18.472 à và chia cho 2 thì lúc này chúng ta được số bé là 11.792. Số lớn là chúng ta sẽ lấy tổng là 42.056

được số lớn là 111.591. À, chúng ta sang chuyển sang bài tập số 3. Nội dung bài tập số 3 như sau. Một chuyến xe lửa có 3 toa, mỗi toa chở được là 14.580 kg hàng. Và có 6 toa khác, mỗi toa chở 13.275 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa chở được bao nhiêu kg hàng? Vậy thì để làm được bài toán này thì thầy sẽ tóm tắt là một xe lửa 3 to mỗi to chở được 14.580 kg hàng 6 to khác mỗi to chở được 13.275 kg hàng hỏi trung bình mỗi to chở được bao nhiêu kg hàng Vậy thì ở bài toán này chúng ta sẽ đi thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm số kg hàng ba to đầu chở được là 3 to đầu trả được là Mỗi to thì trả là 14.580 3 to thì lấy 14.580 nhân cho 3 Sẽ ra số kg hàng của 3 to đầu Sau đó chúng ta sẽ tìm số kg hàng của 6 to khác 6 to khác mà mỗi to trả là 13.275 Thì lấy 13.275 này nhân cho 6 Sẽ ra là số uh, kg hàng của 6 to khác Sau đó chúng ta sẽ đi tìm uh, trung bình mỗi to chở được bao nhiêu kg hàng chúng ta sẽ lấy tổng số kg hàng của ba to đầu cộng cho số kg hàng của 6 to sau và tất cả chúng ta chia cho 9 tại sao chúng ta chia cho 9 tại vì ở đây có tất cả là 9 to 3 to đầu và 6 to khác 3 cộng 6 là 9 thì chúng ta sẽ chia cho 9 thì nó ra là số trung nó ra là trung bình kg trung bình của mỗi to chở được à, sau đây là cái bài giảng cụ thể của thầy Đầu tiên thầy sẽ đi tìm số kg hàng 3 toa à xe đầu chở được đà, chở được là à, mỗi toa đầu nó chở là 14.580 mà có 3 toa thì lấy 14.580 nhân 3 thì thầy được là 43.740 kg. Tiếp theo thầy sẽ tìm số kg hàng 6 toa xe khác chở được là à, 6 to xe khác mỗi to là chở 13.275 có 6 to thì nhân cho 6 thì được là 79.650 kg hàng à, sau đó thầy sẽ đi tìm tìm đi tìm tổng số to chở hàng à, tổng số to thì lấy 3 to đầu nữa cộng 6 to khác nè sẽ ra tất cả là 9 to chở hàng à, sau đó thầy sẽ tìm là trung bình mỗi to xe chở được số kg hàng là à, thầy sẽ lấy à, tổng của ba to đầu cộng cho 6 to khác tất cả thì chia cho 9 thì thì được là mỗi mỗi cái to xe nó sẽ chở được là 13.710 kg và thầy đáp số là 13.710 kg chúng ta chuyển sang bài tập 4 bài tập 4 yêu cầu chúng ta là tính bằng hai cách tính bằng hai cách Rồi câu a à, mở ngoặc 33.164 33, cộng cho 28.528 đóng ngoặc chia cho 4. Ở đây là bài toán dạng một tổng chia cho một số. À, một tổng chia cho một số. À, câu B mở ngoặc à, 403.494 trừ cho 16.415 đóng ngoặc chia cho 7. Chúng ta nhìn vào cái bài toán này thì nó có dạng là một hiệu chia cho một số. Vậy thì khi muốn à, tìm một tổng chia cho à, một số á, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tính trong ngoặc trước. Rồi chúng ta chia cho ra kết quả chúng ta chia cho 4 đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta xem à, số các số hạng này các số hạng của tổng có chia hết cho 4 hay không. Nếu nó chia hết cho 4 thì chúng ta lấy số hạng thứ nhất à, chia 4 rồi cộng cho số hạng thứ hai chia 4. À, đó là cách thứ hai ở câu B cũng vậy. À, cách thứ nhất đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiệu của trong ngoặc, à, tìm hiệu và lấy hiệu chia cho 7. Cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy số bị trừ lần lượt lấy số bị trừ và số trừ này nè chia cho 7 rồi ra kết quả lấy à, ra kết quả trừ các kết quả lại cho nhau. À, sau đây thầy sẽ đi làm các cách cụ thể ở câu A. Cách thứ nhất thầy sẽ đi tính trong ngoặc đơn trước, thầy sẽ tìm tổng của nó. À, lúc này 31.164 cộng cho 28.528 thì được tổng của nó là 61.692 và thầy chia cho 4 à, chúng ta chia cho 4 thì thì được kết quả là 15.423 và cách thứ hai thầy sẽ đi à, lấy lần lượt từng số hạng của tổng này chia cho 4 thầy sẽ lấy là 33.164 chia cho 4 dấu cộng thầy viết lại và 28.528 thì chia cho 4 Thầy sẽ đi tìm kết quả của hai phép chia này Sau đó thầy cộng kết quả lại cho nhau à, 33.164 chia, chia 4 thì, thì được là 8.291 Và 28.528 chia 4 thì, thì được là 7.132 à, Cộng hai kết quả này lại thì thầy được Tổng của nó là à, 15.423 Chúng ta xem cách thứ nhất và cách thứ hai nó ra kết quả khớp với nhau thì chúng ta đã làm đúng. À, nếu chúng ta làm hai cách mà cách thứ nhất và cách thứ hai có kết quả khác nhau thì chúng ta nên kiểm tra lại. ở câu b à, cách thứ nhất thầy sẽ đi tìm hiệu ở trong ngoặc đơn sau đó thì sẽ chia cho bảy bốn trăm linh ba bốn trăm bốn mươi chín trừ cho mười sáu bốn trăm mười lăm thì được hiệu là ba trăm tám mươi bảy bảy mươi chín thì chia cho bảy lúc này chúng ta thực hiện đặt tính ở ngoài nháp thì thầy có kết quả là 55.297. Cách thứ hai thầy sẽ lấy à, số bị trừ và số trừ à, lần lượt chia cho 7, sau đó trừ hai kết quả lại cho nhau. À, thầy viết lại là số bị trừ là 403.494 chia cho 7, dấu trừ thầy viết lại. À, số trừ là 16.415 thì chia cho 7. Lúc này thầy ra được kết quả là 57.642 trừ cho 2.345 và thầy ra kết quả cuối cùng đó chính là 55.297 bài giảng của thầy đến đây là kết thúc thầy chúc các em chăm ngoan học giỏi và có một cái à, buổi học à, trên YouTube của thầy thật hiệu quả nếu các em chưa đăng ký Kênh thì hãy đăng ký Kênh để ủng hộ thầy và đừng quên à, cho thầy một like Nếu thấy bài giảng hay à, thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau của thầy